làm lễ chào cờ. Chỉnh đốn trang phục, đã hăng hái lên đường tòng quân diệt giặc với khẩu hiệu
thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chúng ta tự hào là chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả của Đảng, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, bền vững như lời Bác Hồ đã dạy. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long. Kính thưa các quý vị, các đồng chí, với niềm vui mừng phấn khởi và tự hào, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024 và 75 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào 30 tháng 10 1949, 30 tháng 10 1924. Chúc mừng sinh nhật hội viên hội người cao tuổi. Về dự chương trình giao lưu họp mặt hôm nay, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu có các đồng chí. Đồng chí Phạm Viết Bảo, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Phạm Bá Sơn, trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Lào khu vực Hải Phòng. Đồng chí Đỗ Quang Thành và đoàn đại biểu của chủ tịch hữu nghị quận Hải An. Đoàn đại biểu đoàn 565 có đồng chí Phạm Vũ Vinh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu sư 324 Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Đình Hiền làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu sư 325 khu vực Hải Phòng do đồng chí Bùi Văn Vượng làm trưởng đoàn. Trưởng ban liên lạc quân sự chuyên gia quân sự quận Ngô Quyền đồng chí Ngô Ngọc Hòa làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Tiên Lãng có đồng chí Đỗ Như Thành làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Vĩnh Bảo có đồng chí Nguyễn Thái Ngọt làm trưởng đoàn. Đồng đội Hải quân khu vực Hải Phòng có đồng chí Đinh Văn Xuân làm trưởng đoàn. Đoàn C-20 Bộ Tư lệnh Công binh khu vực Hải Phòng có đồng chí Đỗ Tuyết Nhung làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu sư đoàn 472 khu vực Hải Phòng có đồng chí Trần Đức Hanh làm trưởng đoàn. Và đặc biệt có gia đình đồng chí cựu chiến binh bộ đội biên phòng Lào Bung Tha Vi, xin mời đồng chí đứng dậy. Cùng các đại biểu và đặc biệt hôm nay có chương trình diễn đàn của lính do đồng chí đọc thơ, xin mời đồng chí đứng dậy. Và xin nghe các đồng chí, chúng ta sẽ tiếp tục tí được hưởng thu hưởng cái diễn đàn của lính sau ạ. Và toàn thể các đồng chí hội viên của đoàn đã có mặt trong ngày hôm nay, một lần nữa ta nhiệt tình hoan nghênh. Để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Bầu, phó ban liên lạc quận Lê Chân, lên tóm tắt hoạt động của hội chúng ta. Một lần nữa xin kính mời các đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. Trong không khí vui mừng và phấn khởi của nhân dân cả nước kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Việt Nam tiến tới thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào 30 tháng 10 năm 1949, 30 tháng 10 năm 2024. Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của ban chấp hành quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tại thành phố Hải Phòng, hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2024 tại trung tâm tiệc cưới Tây Âu, ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào
quận Lê Chân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước để mỗi chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, trong đó có những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Biết bao con người của Hải Phòng đã lên đường ra tiền tuyến tham gia chiến đấu trên khắp mọi miền của đất nước. Ôn lại kỷ niệm 30/4/1975, chúng ta luôn nhớ đến công lao và sự hy sinh to lớn của đồng đội trong các cuộc kháng chiến của dân tộc trên chiến trường Việt Nam và chiến trường Lào. Trong đó có cả các đồng chí hôm nay đến tham dự buổi lễ hôm nay. Ôn lại để còn phát huy truyền thống của đội cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương Hải Phòng ngày càng phồn vinh. Kính thưa các đồng chí, năm 2023 do vẫn còn ảnh hưởng của hậu Covid-19 cũng đã chi phối một phần đến kết quả hoạt động của ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam quốc cách mạng Lào ở Lê Chân. Song được sự chỉ đạo thường xuyên của ban chấp hành quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam quốc cách mạng Lào tại khu vực Hải Phòng, với sự nỗ lực của cán bộ hội viên, các quân đội đã cùng ban chấp hành vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau. Ban chấp hành và các quân đội đã kiện toàn tổ chức, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong hội viên. Nhiều hội viên tuổi cao sức yếu, có hội viên vẫn còn ảnh hưởng của hậu Covid-19 đã khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội viên tham gia tích cực các hoạt động của địa phương, xây dựng đời sống văn hóa của dân cư, vệ sinh môi trường, trật tự trị an. Một số đồng chí còn tham gia công tác lãnh đạo ở tỉnh thành phố. Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, đồng viên giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn cũng đau, quan tâm đến các cháu học sinh nào. Có hội viên tham gia tích cực trên trang mạng đi tìm đồng đội, quy tập bộ liệt sĩ như đồng chí Bắc vẫn làm thường xuyên. Ban liên lạc luôn luôn quan tâm đến hội viên khó khăn, các thương binh. Nhân ngày 27/7/2023, ban liên lạc các trích 9,5 triệu đồng chi cho các hoạt động tình nghĩa cụ thể như sau: mừng thọ hội viên 1 triệu đồng, mừng thọ hội viên cao tuổi 1,2 triệu, thăm hội viên và tứ thân cụ mẫu ốm đau 3 triệu, viếng tứ thân 2,7 triệu, tri ân gia đình liệt sĩ 1 triệu, viếng hội viên qua đời 600 ngàn. Kết luận như sau: năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, ban chấp hành các quân đội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024: một, tập trung kiện toàn ban chấp hành các quân đội, phát triển hội viên mới; hai, nâng cao chất lượng hoạt động của ban liên lạc, tăng cường đoàn kết, đồng lòng quyết tâm xây dựng ban liên lạc hội viên vững mạnh; ba, thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội; 4. Tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu giữa các ban liên lạc; 5. Làm tốt công tác tuyên truyền đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào trong tình hình mới. Kính thưa các đồng chí, ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Lào của Lê Chân rất tin tưởng vào sự quan tâm chỉ đạo của ban chấp hành quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam quốc cách mạng Lào tại khu vực Hải Phòng và sự giúp đỡ động viên khích lệ của ban liên lạc quận huyện đơn vị truyền thống để ban liên lạc chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí, thay mặt ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam quốc cách mạng Lào của Lê Chân, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể hội viên đã tới dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe qua cái sự hoạt động của hội chúng ta trong năm vừa qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được đón các đoàn đại biểu đến tặng hoa và quà. Xin được mời đồng chí Phạm Quang Bầu ta lên nhận hoa. Và kính chúc các đồng chí Nguyễn Chí Tình hôm nay vì tuổi cao sức yếu không lên được, và có gửi lời chào đến tất cả quý đại biểu các đồng chí chúng ta. Và chúng ta thay mặt cho tất cả học viên sẽ gửi đồng chí Tình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Một tràng pháo tay để tặng đồng chí Tình ở nhà. Vâng, xin mời đồng chí Phạm Quang Bầu đến sân khấu. Và xin trân trọng giới thiệu đồng chí
và viết bằng đại danh người vũ trang nhân dân lên tặng quà cho bộ đội ta. Đồng chí các đoàn đại biểu đã ôm chặt vòng tay với đoàn lên trên chúng tôi, những lắng hoa tươi thắm, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất xin các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Bá Sơn, trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam lúc nào khu vực Hải Phòng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Viết Bảo, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, kính thưa các đồng chí đại diện ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự lúc nào quận Lê Trân, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho các đơn vị đã từng tham gia chiến đấu trong quân tình nguyện và những chuyên gia quân sự lúc nào quận Lê Trân và thành phố Hải Phòng. Tôi rất vui mừng được về dự buổi họp mặt ban liên lạc khu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam và nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa hội nghị, trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả bốn chiến trường A, B, C, K, nhiều đồng chí chúng ta đã trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường hoặc tham gia xây dựng các đơn vị, xây dựng góp phần nhỏ bé của mình vào thắng lợi chung của cách mạng nào Bác Hồ kính yêu đã dạy: giúp bạn là tự giúp vậy. Từ Bắc xuống Nam có nhiều đơn vị tham gia trực tiếp chiến đấu như Trung đoàn Tình nguyện 86, Trung đoàn 176, Sư đoàn Anh hùng 324, Sư đoàn 312, Sư đoàn 304 và nhiều đơn vị như Sư đoàn 968, Sư đoàn 304,
đoàn chuyên gia 559, đoàn chuyên gia 116 và đoàn 5 chuyên gia. Nhiều đồng chí đã được tham gia trên các chiến trường, hôm nay đã về với đời thường. Chúng ta đã chiến đấu, từng chiến đấu ở trên cánh đồng chung xuyên hoảng, giải phóng đồng chung năm 1969, năm 1970 và chiến dịch đỉnh cao là chiến dịch giải phóng Hồ Bia năm 1970 và năm 1979 và 1970. Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giúp đỡ trí tình của Đảng và Đảng Nhân dân cách mạng Lào cũng như tất cả các dân tộc của Lào. Quân tình nguyện đã tham gia ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và thực hiện ba chọn, chọn tình, chọn nghĩa, chọn đời. Và nhiều đồng chí đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng Lào. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa hội nghị, chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng đổi mới, cả hai Việt Nam và Lào đã từng đời sống nhân dân ngày càng nâng cao và được hạnh phúc. Chúng ta là những quân nhân, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam chút nào, đồng thời cũng là bộ đội cụ Hồ. Cuộc về với đời thường, nhiều đồng chí cao tuổi, sức yếu và quy luật là đó là quy luật khách quan. Nhiều đồng chí của các thương tật trong mình nhưng vẫn giữ vững phẩm chất và cách mạng và truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, góp phần nhỏ bé của mình vào trong công cuộc xây dựng địa phương cũng như củng cố và nền kinh tế gia đình. Cối ban liên lạc cựu chiến binh và quân tình nguyện Việt Nam chút nào của nhân dân của thành phố Hải Phòng, tôi đề nghị mỗi là các đồng chí tích cực hơn nữa xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh hơn. Hai là đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn để mọi người chúng ta phát huy được phẩm chất và bản chất của đồng hồ, đồng thời cũng là phẩm chất bản đức của quân tình nguyện Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban liên lạc quận Lê Chân, xin cảm ơn đồng chí Phạm Văn Sơn đã có những chỉ đạo rất cụ thể đối với ban liên lạc chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành và tiếp thu ý kiến của đồng chí để đưa vào chương trình hoạt động năm 2024. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, từ lâu nó là một thói quen, một cái nguyên tắc đặc biệt từ trái tim của những người lính chúng tôi, những người quận Lê Chân hoạt động và sinh nhật với nhau. Sinh nhật với nhau, hôm nay chúng tôi chúc mừng cho hai hội viên là sang một tuổi mới, một ngày rất đẹp, một năm rất đẹp, một tháng rất đẹp, một kỷ niệm rất đẹp tại hội trường hôm nay. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Trương và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lợi lên tặng, lên nhận quà sinh nhật, và đồng chí Phạm Quang Bầu lên tặng quà sinh nhật hôm nay. Trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào khu vực Hải Phòng,
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, chương trình giao lưu họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, 75 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của Ban Liên Lạc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào quận Lê Chân đến đây đã thành công tốt đẹp. Chúng ta hân hoan được đón các đoàn đại biểu, các đồng chí trong và ngoài thành phố. Chúng ta hân hoan được đón tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí xa gần đã có mặt trong ngày hôm nay. Thay mặt Ban Liên Lạc cựu quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia giúp cách mạng Lào tại quận Lê Chân, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, toàn thể các đồng chí đã đem lại đến cho chúng tôi một tình cảm quý báu và nguồn động viên to lớn. Tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã quan tâm giúp đỡ và hiệu quả để hội nghị thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị, tập thể, cá nhân đã phục vụ giúp đỡ để hội nghị thành công ngày hôm nay. Với niềm hân hoan phấn khởi tự hào của ngày toàn thắng, tôi xin tuyên bố bế mạc chương trình giao lưu họp mặt ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể hội viên và gia đình hạnh phúc, thành công. Chúc tình cảm, tình đồng chí của chúng ta ngày càng bền chặt. Xin trân trọng cảm ơn.